12 tháng 7 2019, tôi tiếp nhận ca bệnh nhân bị đau dây chằng số 5 này rất là nặng, cũng giống như những bệnh án khác thôi. Thì chúng ta kiểm tra rất là đơn giản, T5 nó phân ra là 3 nhánh, tên khác của nó là dây kinh tam thoa. Nhánh số 1 thì nó sẽ ăn lên cái vùng bên này, chi phối cái vùng nửa đầu bên trên này. Nhánh số 2 là chi phối hàm răng trên, nhánh thứ 3 là chi phối hàm răng dưới. Bệnh nhân này bị đau nặng đến nỗi và khi tôi dùng tay thì chỉ kẽ nhẹ thôi là xuất hiện cơn đau này, rất là đau. Nó bút lắm hả? Bí này bao lâu rồi? Nó đau lắm hả? Đau liên tục rồi. Ngày trước thì em đau thư thư thôi, nhưng bây giờ nó đau nặng. Món này coi như em có thể ăn mắt phở đấy cũng không ăn được hết, chả được. Nó cứ rụt, đấy là nó rụt vào đó. Em hả? Dạ. Nhất là nếm vào môi nó cũng đau, thịt cái gì vào nó cũng đau. Để điều trị nhiều nơi chưa? Em đi nhiều nơi lắm rồi. Miền Bắc đi hết rồi. Một chân đến ba. Ra là đặc biệt sợ ung thư nào cũng là ra chấm ca đấy. Đi không thiếu nơi nào. Đi hết rồi. Vâng. Bây giờ hôm nay tôi sẽ cố gắng điều trị tích cực cho bệnh nhân này. Trên bao lâu thì khỏi? Tôi gọi là khỏi, tôi không nói là đỡ nhé. Này làm sao mà ăn được, ăn rồi chả ăn được. Cười, ta cười. Em biết em sợ ăn, sợ nói, sợ cười. Cái gì cũng sợ. Chỉ có chứng minh được không đâu. Vâng, còn như bệnh nhân đến đây thì bệnh nhân này thì có chẩn đoán nhầm cả xoang, đó là mổ hết cả xoang người ta nhé. Và nên làm sao hết được bệnh này. Khi đối với bệnh này có hai trường hợp là hay bị nhầm này. Một này là bệnh nhân hay nhầm với lại bị sâu răng này. Thì 10 người thì mất 9 người đến đây là bị nhổ răng. Thì cái tai hại nhất là trong nhà có 3 người thì nhổ hết sạch cái hàm răng người ta. Nhưng mà người thấy rất là đau khổ như vậy. Thì bệnh nhân này thì chẩn đoán nhầm là bị viêm xoang. Phẫu thuật xoang xong vẫn đau bình thường. Cái cạo, lật lên cạo hết trong người. Lại cái đau. Chúng ta không nên bới móc hay là bóc phốt làm gì ấy, nhưng mà sự thật nó là như thế. Tất cả bệnh nhân có hiện tượng bị đau như dây kinh số 5 thì nó đau như sau này. Nó đau dữ dội vùng mặt, đau dữ vùng mặt. Chúng ta hãy từ từ bình tĩnh, đừng thấy đau quá sợ hãi thì cứ nhiều khi tin tưởng bác sĩ quá là coi như đi hẳn cả hàm răng luôn, hoặc là mổ xoang oan luôn. Thì chúng ta đến chuyên khoa ở Việt Nam mình thì có bạch mai là khá là chuẩn, hoặc là sanh pôn. Thì tôi có tìm hiểu cũng có mấy viện chẩn đoán đây năm rất là chính xác đấy. Còn điều trị thì đương nhiên là y học hiện đại chưa điều trị được bệnh này. Chứ tôi chưa nói là khỏi, là không bao giờ khỏi đấy nè. Tôi nói là chưa điều trị được, chứ còn đừng bảo là không chữa được. Hiện tại bây giờ là như thế. Thì tôi có quay rất rõ bệnh nhân là họ đã đi chữa nhiều nơi hay chưa. Thì đa số bệnh nhân là đi từ Bắc vào Nam, không viện nào chữa được. Thì bây giờ tôi dựa vào đâu tôi khẳng định bệnh nhân này khỏi được? Chúng ta kiểm tra qua sơ bộ, nhất là người này đang còn trẻ này. Và thứ hai là chưa nhổ cái răng nào. Thì tôi có thể phục hồi cho người này hoàn toàn được. Cố gắng nhá. Thì bây giờ có phải uống giảm đau hàng ngày không? Uống cái thuốc gì nó cũng vào một lần. Coi như uống chai cả mồm, uống nổi nhiều thuốc quá nhiệt rất cả mồm. Nhà mình ở đâu? Em ở Dương Nhũ này đó. Cố gắng nhá. Thì chúng ta quan trọng là kết quả thôi. Chứ tôi nói hai về tôi cũng không giải quyết vấn đề gì đâu. Bây giờ chị ngồi sang bên nhờ những người khác đi nè. Ông ơi, ông sang đi ạ. Ông bảo đây. Ông ở đâu? Ông đi ạ. Ông đi ạ. Dạ, cũng bị di chứng nhà đâu chưa?